vịt cò đụng với vịt ghi mào đã không? Trưa ngủ trưa có đã không? Đó. Lũ vịt cò ở dưới nước đã không? Vịt ghi mào này nhanh thu hoạch, mau lên ký. Vịt này ghi mào này nuôi lấy thịt, vịt cò ở dưới nước đó là nuôi lấy trứng, sản xuất trứng giống vịt cò. Gió mát, hôm nay gió mát, gió đã quá. Ô, gió reo, ngọn dừa reo, lá reo. Chó à, đâu á hả, đâu á?